Ok, hello anh em. Hôm nay chúng ta lại chơi thử một con game vừa mới vừa cũ. Chủ đề là xây dựng một cái vương quốc chim cánh cụt. Nghe rất là thú vị hay mới lạ ha. United Penguin Kingdom. Chúng ta lướt qua cái trang Dreamfast. Cái tiếng nhạc này giống cái tiếng nhạc Giáng sinh quá ha. Game này lúc trước tôi đã chơi một cái phiên bản Google rồi. Nên nếu anh em nhìn thấy mà nó trông khá là quen thuộc á, thì chắc anh em đã từng coi qua cái video rồi. Thì hôm nay, ngày mai á, ngày mai họ sẽ ra mắt cái phiên bản chính thức của con game này, nên tôi cũng tranh thủ chơi thử luôn. Lúc mà anh em xem cái video tầm này ngày mai á thì game nó đã review rồi, nên anh em có thể trải nghiệm luôn đó. Game này có hỗ trợ tiếng Việt chúng ta nha. Đây, lần trước tôi chơi thì lúc đó chưa có, nhưng bây giờ cái phiên bản đầy đủ này thì đã có rồi. Anh em chơi thì có thể tí nữa thì chúng ta cùng thử qua cái bản tiếng Việt này nó ổn định không. Lúc trước thì tôi đã chơi cái bản Google, anh em có thể coi lại cái video ở đây. Đây, cái video mà lần trước tôi chơi cũng cái con game này, nhưng mà cái bản Golugua thôi. Golugua là nó giống cái bản demo á. Nên nay thì cũng chơi thử cái phiên bản chính thức luôn, coi game nó hoàn chỉnh không. Anh em có thể xem lại cái trailer thử. Cơ bản thì vẫn là một con game xây dựng ở cái vùng đất băng giá, nơi mà chúng ta có thể điều khiển những con chim cánh cụt này, vừa xây dựng cái môi trường sống cho tụi nó, vừa mà kiếm cái tài nguyên nâng cấp phát triển, cũng như là chống lại những thế lực thù địch khác, là giống như mấy cái bọn hải cẩu hay là cá voi sát thủ đâu á. Nhìn trông cũng rất là ổn áp hiện đại cho phát triển ha. Đó, chúng ta lên được đồ điện, đồ băng đó nè. Đây là những con cá voi sát thủ mà nó chuyên gia nó phá đồ của chúng ta. Rồi, game này thì tôi cũng không biết là có ghép vào quay cho anh em không á. Để coi mà nếu được thì tôi sẽ ghép vào quay cho anh em con game này luôn. Hiện tại thì tôi cũng đang mở ghép vào quay. Đây, cũng đang mở ghép vào quay của một con game mà Cover Game nè. Anh em nào rảnh rảnh thì có thể tham gia. Thì sắp tới thì tôi vẫn ghép vào quay bình thường mấy con game khác, cũng như là cái đợt ghép vào quay lớn là chỉ để 1 năm con game tôi ra mắt, con game Logic Gây Bạch á. Hiện tại thì vẫn đang mở cái này. Anh em xem video mà cái thời điểm sớm sớm thì có thể tham gia được. Đợt này thì tôi giveaway quay 3 game. Nên là anh em bấm vô cái phone, bấm vô cái link mà cái link này nó thường thường nằm ở phần mô tả của video á, nên anh em bấm vô xem. Thì chỉ cần mà chọn cái phần thưởng thôi. Đợt này tôi giveaway quay tới 3 game lận. Đây nào, 3 game này, 3 game trên cùng này. Thì gồm 3 giải nhất chia 3. Thì giải nhất là con game For The King 2, còn giải nhì giải ba là hai con game này, hai con game còn lại. Đó, anh em cứ tham gia cho vui cũng được. Cứ vô đây thì chỉ điền đúng một cái dòng là YouTube VOZ GVN gì đó, anh em xài cái nào thì điền đúng một cái đó vô, chọn cái phần thưởng là xong. Chọn phần thưởng giải nhì, anh em trúng giải nhất thì trúng cái này luôn, còn anh em trúng giải nhì anh em trúng giải này, còn anh em là trúng giải ba thì cái giải nhì trừ ăn game đó thì còn lại là cái giải ba, game còn lại từ giải nhì. Thì cứ đăng ký tham gia thôi, mất có vài giây chả có tác dụng gì cả, không có tốn thời gian đâu. Rồi bây giờ chúng ta vô game. Gần gấp được game mà nè. Hồi tôi nãy là tôi vô chỉnh qua tiếng Việt rồi, anh em thấy chữ tiếp tục nè nha. Game này làm bằng Unreal Engine luôn. Đây, chúng ta có là thì chọn thanh thanh như thế này là ổn chưa, nhạc thì nhẹ tí thôi. FPS thì cao cao nữa cũng được. Rồi, cơ bản là như thế này hết. Tiếng Việt thì cũng tương đối nổi ấm đó nha, không phải là Google dịch đâu. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi mới. Có cái đoạn intro đầu game chúng ta. À đây, cái đoạn giới thiệu nè. Chim cánh cụt vua thì đang gặp nguy hiểm do biến đổi khí hậu, đặc biệt sau khi nhiệt độ mà nền nhiệt độ chung thế giới đang tăng cao. Chim cánh cụt thì bắt đầu có những biện pháp phòng ngừa, giống như là sử dụng cái máy làm mát ở trong nhà và ngoài trời. Nhân loại chúng ta thì đang là bị cái trái đất nóng lên, thì nóng quá chịu không nổi, mấy con chim cánh cụt thì nó cũng vậy luôn, nó lạnh quen rồi, nên bây giờ nó phải xài mấy cái máy mà làm lạnh như thế này nè. Với sự giúp đỡ của nguồn năng lượng bền vững, chim cánh cụt thì tạo ra môi trường an toàn bằng cách giảm nhiệt độ của bản thân đi. Chúng cũng sử dụng thảo mộc và một số thuốc khi bị bệnh đó.
Ở mà cái vùng Bắc Cực như thế này á, thì chắc là nó xài điện gió nhưng mà điện mặt trời nhiều. Khác với con người thì chim cánh cụt không bao giờ đánh nhau, chúng sống trong sự đoàn kết, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Chúng vui vẻ các điểm điểm giải trí, ăn chơi và giáo dục, thư viện, nói chung rồi đó, vừa học vừa chơi lành mạnh á. Những cái định cư chim cánh cụt đều tuân theo quân lệnh của mệnh lệnh của đức vua. Khu định cư cái điểm uy tín tốt nhất sẽ trở thành vua trong vương quốc chim cánh cụt thống nhất. Nó giống như mà nước Mỹ của chúng của anh em mà thường biết á, chia thành rất là nhiều bang, mỗi bang đều có phát triển riêng. Còn như con game này vẫn có vua nha, mấy cái bang đó mà phát triển lên một cái tầm cao mới á, lên được top bảng xếp hạng á, thì sẽ trở thành vua. Cái này nó thiên hướng dân chủ rất là nhiều. Chim cánh cụt thì phải xây dựng những cái tháp phòng thủ chống lại cá voi sát thủ, chú hải cẩu trộm cắp. Cá voi sát thủ thì sẽ tấn công những cái công trình ven biển và cố gắng phá hủy nó. Còn hải cẩu thì sẽ đến cái khu lưu trữ của mình để đánh gánh thức ăn. Rồi chúng ta xong rồi đó, chúng ta bây giờ bắt đầu game. Trò chơi mới đây, chơi luôn cái hướng dẫn. Hướng dẫn này chắc không cần đâu, trò chơi mới, bắt đầu trò chơi mới luôn. Chế độ thư giãn, chế độ trung bình, khóa, sinh tồn, chơi trung bình nhưng mà thôi, chơi luôn cái thư giãn này cho nó nhanh gọn. Tiếp theo bản đồ. Cái bản đồ 1 này thì nó tương đối hơi thô sơ một tí, một cái lớn, 2 3 4 cái nhỏ. Bản đồ này thì bốn cái. Tôi thích cái bản đồ thứ ba này nè. Thứ tư này thì sao? Hầu hết nó không khác gì nhau mấy cả. Thôi chơi luôn cái bản đồ thứ sáu rồi đi, nó vuông vuông nó rất là đẹp. Sao mà nó ngộ nghĩnh như thế này? Đây đây đây, con này nhìn nó mà giống như cái thợ sửa xe vậy đó. Đây là con này. Đây, làm này đây. Mới vô là chúng ta đạt được cái thành tựu có được 15 con chim cánh cụt. Nó thì không có con nào có nhà cả. Đây là một khu vực để mình bắt đầu một cái định cư mới. Bây giờ bắt đầu đặt những cái tòa nhà. Lán xây dựng là cái chắc cái trại để mình xây dựng á, thường đặt ở giữa đây. Đây. Sau đó thì mình đặt một cái kho này cũng nằm ở gần gần giữa luôn. Kho này là kho thực phẩm hả? Nhà thuốc thì nằm ngoài đi, không cần nằm trong đâu. Rồi tiếp theo là cái kho bạc đối diện với cái kho thực phẩm, kho nhỏ luôn. Để tí nữa mình bị trộm cắp gì á. Ủa, cái nhà này nó bị ngược hết ta? Rồi xong, bây giờ mình bắt đầu quá trình xây dựng tháng 1. Từ 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 từ. Ở đây là tôi nhớ sẽ có một số yêu cầu để mình làm cái gì đó. 10 con chim cánh cụt trưởng thành này chưa có nhà. 5 con chim cánh cụt con cũng chưa có nhà luôn, nên bước đầu chúng ta sẽ phải xây nhà đã. Xây nhà thì nó nằm bên đây, nhà trẻ. Nhà trẻ này có khả năng chứa được 5 con chim cánh cụt nhỏ, là một cái nhà này vừa đủ luôn. Nhưng mà cái nhà này phải có điện nữa ha. Mình có nên phân ra một cái khu công nghiệp với một cái khu làm việc hai bên không? Chắc phân ra đây. Nếu sao bên đây mình xây không được ta? Bên đây mình xây được không? Cũng không luôn. Nhà nghỉ này thì sẽ chứa được là 3 con chim cánh cụt. Vậy là mình phải xây ít nhất là 4 cái nhà này. Nhưng mà nó cần phải có điện trước, thì trước mắt mình phải xây một cái gì đó liên quan đến điện đã. Điện đây, chúng ta bắt đầu thì chỉ có cái tua bin gió này thôi. Nhưng mà khu dân cư thì tôi không muốn xây nó gần quá, muốn xây nó ra ngoài thôi.
Mình phải thêm công nhân vào đây để cho nó đi làm việc. Cái giáo dục là cái gì ta? Năng sức, nói chung là cứ thêm vô đi. Đầu game mình xây rất là nhiều nên thêm đủ 4 con luôn. Ở đây là mình mới chỉ có 10 con lớn với 5 con nhỏ thôi nha. Rồi tiếp theo là có cái đó rồi, chúng ta bắt đầu xây nhà. Nhà đây, nhà trẻ ở đây. Nhà trẻ thì ở trong đi. Rồi, cơ bản bắt đầu. Đây chúng ta có một số cái nhiệm vụ mới. Xây dựng một cái bến cầu và một cái tua bin gió. Sau đó thì sản xuất ra hai cái nhuyễn thể. Nhuyễn thể chắc là bắt mấy con cá. Cái bến cầu thì nó nằm ở thức ăn. Đây. Mình vẫn phải cần điện luôn nha. Thôi chết lại lệnh ô rồi. Khoan 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 khoan, nguyên cái khu này phải giải tỏa hết, làm lại từ đầu đã. Nó quyển sao ta? Đây 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 đây. Vàng cộng 13. Nãy mình xây nó lên bao nhiêu vàng? À, mình xây nó thì tốn đúng bao nhiêu tiền đó thôi. Anh em nghe tiếng gió nó lùa không? Đây xây cái đó rồi tiếp theo là chúng ta xây lại cái nhà điện. Nguyên cái này phải hủy hết. Trời ơi. Đúng thời gian phết nha. Mấy con chim cánh cụt của mình là nó ăn no ngủ nghỉ luôn rồi. Nhà cửa nè, chữ Z nè. Nhà nè. Nhà trẻ trước. Mình tới nhà nghỉ. Hôm nay 8 tháng 3 thì dắt anh em đi nhà nghỉ, tặng quà cũng hơi nhiều á. 10 con á, vậy là chưa đủ thêm nhà đó. Đây. Tốc độ mình chỉnh ở đâu ta? Số 2 phải không? F2. Không, F này F1, F2, 3, 4 nè. Tôi nhớ có cái chỉnh tốc độ đây nè, số 3 nè. Đây chúng ta được cái thành tựu rồi nè. Rồi làm việc đi chứ bay, mình phải xây thêm một cái gì đó cho nó nữa chứ, để nó ngồi không nhiều quá. Trung tâm khóa học đi để cho nó học tập, nó làm việc đâu. Đường này xây cũng tốn tiền đó nó nha, nên anh em xây cái tiền này là phải tiết kiệm đó. Cái trung tâm khoa học này phải xây cho nó nằm xây ngang về đi. Rồi thục vô nguồn đi cho nó ngay đường kẻ lối. Bây giờ mình bỏ hai con chim cánh cụt vô cho nó làm việc. Những con mà có giáo dục cao á thì nó sẽ có cái năng suất ở dưới này. Nên những con nào mà học cao, hiểu rộng á thì nó làm việc sẽ hiệu quả hơn. Hai cái này mình phải nghiên cứu.
Đây mình đã xong được cái yêu cầu hồi nãy là sáng sức hai cái nhuyễn thể, là mình bắt mấy con cá vậy đó, nên được 40 điểm uy tín nào. Bây giờ mình phải xây thêm một nhà nữa. Đây, thêm cái nhà nó đi để cho nó học nó làm nhanh. Đây cho những cái con mà học cao hiểu rộng vô. Đây con này nó đi nó chọn mình rồi nè. Con này là những cái con thải cẩu nè, nó sẽ trộm đồ trong cái nhà của mình, nên phải xây cái tháp thương bằng này để phòng thủ. Đầu game thì mình chưa có nên phải chấp nhận thôi. Đây chúng ta có một cái nhiệm vụ mới là sản xuất 4 con nhuyễn thể nữa. Là đây. Chưa có chống cá mập nè, nên cá mập nó sẽ săn những cái con này của mình. Nhuyễn thể là con tôm á. Anh em làm thủy sản thì chắc biết cái này. Chưa xây xong nữa trời, không tới rồi, xây cái này ở đây không tới rồi. Tạm dừng thôi. Phải xây một cái máy điện trước nữa hả? Xây cái máy điện đi, xây thêm một cái tháp băng nữa. F mấy nào, F4 không? F4. Nhớ nhà nó trộm đồ của mình, xong cái quét luôn. Ưu tiên cái này lên. Không thể để những cái con này nó trộm cắp của mình hoài như thế này được. Đi. Nó trộm của mình hoài ta. Thế nào? Đây nhiệm vụ mới. Bây giờ sản xuất được 6 điểm khoa học. Rất là đơn giản luôn. Điểm khoa học mình có rồi. Bây giờ mình học cái gì ta? Cái này là làng hả? À cái này là cấp bậc của cái thành phố mình, hiện tại chỉ là một cái ngôi làng nhỏ thôi. Sau này mình có thể lên được cái cấp thành phố nè, với cấp tỉnh nè, cấp mà vua luôn nè. Máy làm khối tiết, cái này là nó sẽ sản xuất ra những cái bằng của mình. 50 điểm không? Tích 50 điểm luôn. Rồi bây giờ thì cái máy nó nằm ở đâu? Nằm đâu ta? Đây 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 đây. Từ 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 từ, cái này nên đặt ở đâu? Bên ngoài rồi luôn đấy. Bây giờ mấy thằng nhỏ của mình nó đã lớn lên rồi, phải xây thêm một cái nhà cho nó nữa. Kìa, nó vô kìa bắn. Ừ đúng rồi đó. Nhiệm vụ mới của mình là mở cái đó rồi, sản xuất 4 khối băng, đơn giản thôi. Cho hai thằng nữa vô. Mới có 1 tuổi à. Cố gắng xây dựng cái trường học. Rồi tiếp theo là tới cái máy này quá. Cái máy này sẽ là sản xuất được cái gì ra gì nè. Dạng như là nhựa hay cao su gì đó. Một nhóm thải cẩu chuẩn bị tấn công mình nè. Con này vô thì one hit là xong rồi. Rồi xong luôn cái nhiệm vụ này nữa. Khối băng của mình là cái này nè. Rất quan trọng luôn nha. Để mình sản xuất ra được cái mấy cái mũi tên này nè. 50 đi.
đâu có gần ít. Đó, một cái khối băng này mình sẽ sản xuất được hai cây thương băng. Hai cây thương băng thì để bắn mấy con hải cẩu này á, chứ không thôi là nó sẽ trộm cái đồ ăn của mình. Cái nhà nè, đây một con hải cẩu đã bị tiêu diệt rồi, xong luôn rồi. Cái này nãy giờ mình làm hơi bị nhanh rồi đó. Máy thu gom rác biển thì chắc xây ở biển thôi. Đó, như vậy mà không có điện hả? Phải dời cái nhà này xuống một ô anh em ơi. Dời xuống thì tôi không biết cái nhà này nó còn có điện không á. Từ từ đã. Mở phá cái dốc người mới, xây dựng cái góc người mới. Cái dốc người mới là cái nào ra đây hả? À, cái này là để mình đón những cái thành viên mới á. Khi mà đến thời gian á, thì sẽ có người nó mấy con mà cánh cụt khác nó cập bến vô cái nhà mình. Buồn cái nhà này quá, tôi muốn xây nó đây nè. Cái này mình dời xuống một ô được không ta? Nghĩ đi. Hồi nãy cái máy này đây là cái gì vậy? Tôi không nhớ nữa. Là cái bến câu. Rồi được rồi, được rồi. Rồi ok chưa? Xây cái này nó vô đây luôn. Tiền của mình. Từ từ đã. Tôi tính làm cái gì nữa ta? Rồi, xây xong hai cái nhà này trước rồi đó. À đúng rồi, xây cái nhà dốc công nhé. Đây 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 đây. Ưu tiên cái này lên bạn ơi. Tí nữa mình sẽ xây một cái trụ phòng thủ mấy con mà con này nè. Mình sẽ phòng thủ mấy con cá voi sát thủ này, không để nó cắn mình. Đây mình có ba bốn đứa trẻ nữa nè. Thì sau 3 tháng nữa là tới tháng 6 á. Đây 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 đây, tháng 6 mình sẽ có thêm một số cái thành viên đó. Xây cái sân băng luôn. Nếu như có thể tôi ngưng cái này lại, tập trung vô cái này. Cái này nãy giờ quên làm nữa ta. Chết là nhiều nhà quá rồi.
Cái nhà này còn có điện đó hả? Cần có điện thì mình sẽ xây cái điện ở trên này luôn. Cái khối băng của mình nhiều lắm. Tại hồi nãy là mình đã học cái kia lên rồi. Đây xây dựng một cái người hái thảo dược nè. Rồi sản xuất bốn cái thảo mộc lên. Ủa xây rồi luôn đó. Bây giờ xây qua cái này. Từ 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 từ. Có gì đó sai sai. Như thế này thì được nè. Rồi, ưu tiên cái nhà lại. Tí nữa thiếu người á thì mình sẽ cắt giảm cái thợ xây ở đây. Cái nhà này thì tạm ngưng được rồi. Cái khối băng của mình vẫn còn nhiều lắm. Xây cái chỗ ăn uống, quán ăn. Cái ăn này cũng cần có điện hả ta? Đây ăn uống thì xuống dưới khu dân cư dưới này ăn đi. Khoan 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 khoan. Đây đây đây, để chỗ này thì nó đẹp hơn. Chuẩn bị có một nhóm hai cẩu nó tấn công rồi nào. Bây giờ mình đang rất là thiếu người nên chắc phải ngưng cái khoa học này lại. Ngưng một điểm khoa học rồi đi. Rồi tập trung phòng thủ cái đợt mà mấy con hải cẩu nó chuẩn bị tấn công mình. Máy làm mát cơ bản. Rồi luôn. Sản xuất 4 thảo mộc. Máy làm mát cơ bản là bên này. Nó bên được phần điện phải không? Đây. Cái này phải xây giữa cái khu dân cư á thì nó mới đẹp. Xây như thế này là nó hơi lệch rồi. Mình có phải hy sinh cái tòa nhà này không? Chắc mình hy sinh cái tòa nhà này đi. Rồi hy sinh thôi. Mình xây một cái máy làm mát trong này. Xây thêm một máy làm mát nữa. Cái máy này thì nó chỉ cần gác với nhựa thôi. Hai cái này mình nhiều lắm. Kìa 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 kìa, nó tấn công rồi kìa. Đi qua đây nè, đi qua đây nè. Vô, trời ơi, nó đi khéo quá. Rồi ok, coi như là mình đã phòng thủ được cái đợt này. Bây giờ thì tiếp tục là làm gì đó. Chuẩn bị con người mới, sau đó hỗ trợ thanh toán. Bên điện đốm của mình. À, mình phải mua cái này. 2.500 vàng rồi phải lên tới nhà vua lận. Cái bên đây cấp làng là mua được rồi nè. Cái bên này thì sao? Cấp thành phố. Vậy là mình sẽ mua được cái này. Mua luôn. Bên này thì sao? Bên này thì không được.
Tôi sẽ xây cái khu dân cư chúng ta tập trung sinh sống ăn ở ở đây. Đây ha. Sau đó thì đặt cái khu ăn chơi ngay đây luôn. Cái này không có chỗ để rồi. Quỷ 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 hết luôn. Có cái nút nào để quỷ nhanh không ta? Hết kép hay là nút delete gì không? Không. Nhưng mà mình lạm dụng cái mà đồ điện này thì nó có tiêu tốn cái gì không ta? Không thấy tiêu tốn gì cả, chỉ có tốn tài nguyên thôi. Hồi nãy như thế này không được nè, nên bây giờ lên một ô, qua trái một ô, đó như thế này. Sau đó thì cái máy làm mát để hai đầu, bắt đầu xây một cái nhà trẻ, còn lại thì cứ xây nhà dân, nhà nghỉ. Bố mẹ trông con kế bên luôn nha. Rồi, tạm thời thì như thế này đã, có thời gian mình sẽ nâng cấp thêm bản nó. Mình chuẩn bị có người mới rồi, nên cứ lên cái nhà trước đã. Quán ăn này cũng cần có người làm việc đó nha. Nhiệm vụ mới của chúng ta, mở khóa cái đu quay và xây dựng nó. Đu quay đây. Bây giờ cái đu quay nó nằm ở đâu ta? Đu quay dưới cái sân băng luôn. Khu ăn chơi thì chắc xây bên này luôn. Sân băng này cũng cần có điện nữa. Nếu tới ở đây thì có điện nè. Cái nhà này là cái nhà nghỉ, nhà nghỉ. Nó đi xa quá vậy ta. Chắc phải làm thêm một cái kho ở bển nữa. Cái kho của mình là khá là có giới hạn luôn á. Cái mà kho đây. Đẹp ha, đẹp chưa? Này thì trộm cắp với anh đã. Chuẩn bị đón người mới rồi, nên bắt đầu lên. Bên con mình bắt đầu câu được cá nè. Mình sẽ xây cái bến cá luôn. Hết điểm rồi. Cái bến cá này hình như là cái này nè. Đó, mình có thể bắt được cá nữa. Xây dựng cái đu quay ưu tiên lên.
Mình bây giờ có thiếu tài nguyên nào không ta? Thấy tương đối đầy đủ hết á. Do chắc chế độ mình chơi là chế độ dễ á, nên mọi thứ nó rất là dễ dàng suôn sẻ luôn. Chứ chơi khó khó tí là toang liền. Mở phá mực tới 500 điểm là nghe. Bến cá thì nó nằm ở đâu đây? Ừ, điện không tới nữa hả? Đu quay xong chưa? Đu quay bây giờ cần thợ xây thôi. Đây có một đứa mới lớn lên nè, nên cho nó đi làm việc luôn. Tiếp theo là ưu tiên cái trường học. Có trường học để mà cho nó tăng cái điểm giáo dục lên mới được. Chứ không thôi mấy đứa này tối ngày nó đi nó làm hoài. Cái gì cũng cần điện hết cho nó. Trường học tôi nghĩ là nên xây dựng bên đây luôn, nhưng mà không cần đâu. Con này mày bò vô đây. Xây cái này nhanh đi chứ, không có điện nào. 8 gác nữa. Gác của mình thì còn nhiều lắm. Gác của mình nó đẻ liên tục luôn à. Đủ 8 gác là sẽ có một con lại lấy hàng đem đi. Trường học xây trường học. 6 khối bằng thì quá dễ rồi. Bên này thì tiến độ nó vẫn quá chậm đi. Không ổn rồi, thiếu dân rồi, thiếu dân. Phải ưu tiên cái nhà lên mới được. Hãy cậu với cá voi sát thủ. Sao mình xây đường cho nó mà nó cứ đi đường này không vậy ta? Hai con này đang vô gia cư nè. Nhàn rỗi nữa chứ. Nhàn rỗi thì vô đây làm. Không, cái này thì chưa cần. Mình cũng chưa biết cho nó làm gì nữa. Đây 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 đây. Trong cuối năm mình trả nợ là bốn mấy vàng thôi. Vua gia cư nó làm việc trong này nữa chứ. Bến cá này thì chắc xây xong thì cho một cái thằng mà đang vua gia cư vào làm á. Nó đang nghỉ ngơi thư giãn, có nhiều tâm linh là cái quái gì vậy? Cái trường học mình đâu vậy? Thiếu hay đá hả? Đá nhiều lắm mà. Rồi, con hai con này nó qua đây nó xây xong cái nhà là hết vô gia cư rồi. Đó. Xong. Dư một lót luôn. Tí nữa tôi dời nguyên cái khu nhà này qua bển luôn á. Cho tụi nó tập trung ăn chơi ở bển. Đem đá vô đây xây nốt cái này cho anh ấy mấy cưng. Nè nè nè, đó bê đá rồi. Nè em thấy anh chìm cánh cục chưa? Nghệ nhân luôn. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Xây được cái trường học. Tấn công, tấn công. Xây cái trụ này ở đây không nào đi cái đường đó hết.
Cái trụ này nó lo hết luôn rồi. Ủa sao đây có một con vô gia cư? À con chim cánh cụt nhỏ. Rồi những thể quán ăn gì cũng làm xong hết này, điện thờ nè, thư viện nè. Đầu tiên xây cái nhà này cho mấy đứa nhỏ đi mấy cưng. Còn cái nhà này thì sao vậy? Thư viện cũng cần cái điện nữa. Bên này là cái khu giải trí ăn chơi đi. Mình tập trung ở đây. Ừ, trụ này là cái trụ bắn nhiều nhất. Còn trụ này là trụ phế nhất. Sống con. Nó mè nè, nó mè nè. Chuẩn bị gặp cá voi sát thủ rồi. Đây, xong cái nhà trẻ, cái nhà nghỉ luôn. Tôi sẽ bán tí nữa tôi thanh lý hết toàn bộ mấy cái nhà luôn. Bốn cái nhà này với cái nhà trẻ nè. Ừ, nãy tôi nhớ ở đây đủ ô mà ta. À, dù sao thì điện nó cũng không tới đâu. Cái hồi nãy nó nằm ngay đây, mình sẽ xây cái nữa tương tự ngay chỗ này. Với băng mình nhiều rồi. Cá heo sát thủ đâu, nó chuẩn bị tấn công mình ở đâu đây? Để có không kìa 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 kìa. Không ổn, nó vừa phá cái nhà gì của mình vậy ta? Cái nhà này là cái nhà gì? Đây đây, cái dốc người mới không? Đây là mình phân công lao động cho tụi nó. Không có con nào nhàn rỗi cả. Tính ra là mình quy hoạch cái công việc khá là tốt luôn nha. Nhưng mà sao cái nhà này chưa xây đi? Nhà này luôn, hai cái này quan trọng mà. Còn một cái này nữa là xong, cái tháp tin tức. Ê, 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 ê. Trời ơi, nãy giờ quên cái này. Làm cái nhiệm vụ này nó delay biết bao lâu luôn á. Ủa sao nó nghỉ làm việc vậy? Rồi nó đi nghỉ ngơi nè. Nhanh lên bay. Cái này đang rất quan trọng. Nãy giờ quên mất tiêu cái nhiệm vụ luôn á. Là mình không có sản xuất thêm mấy con tôm tép gì nữa. Nhà này sắp xong rồi. Cho đệ vô làm. Nhà này sản xuất cá hả? Nhà này cũng bắt cá nữa mà. Cái nhà này tí nữa thì cho nó hình mực được.
khối băng thì tí nữa xong rồi. Ấy không được, cái nhà này quan trọng. Này mới bỏ bớt đứa nào cho nó lên làm cái nhà cá trên này. Rồi tí nữa mình lên nóc cái cấp thành phố này thì mình sẽ học được một đống điểm kỹ năng rồi luôn. Khu bên này xây xong hết chưa? Vẫn còn đang quy hoạch nên cũng lâu lắm đó. Nghe tiếng gió rít gào thấy đã không? Đúng như mùa lạnh luôn. Anh em ngoài Bắc thì mới hết cái mùa lạnh gần đây đó. Sao mấy cái này nó tục dữ vậy nào? Trung tâm chuyển đổi, rồi xây dựng cái trung tâm chuyển đổi. Cái này giống như cái tòa thị chính vậy. À không, mình có mà dư mấy cái con chim cánh cụt nhiều quá, mình sẽ cho nó vô đây dạng đi xuất khẩu lao động á, đúng nghĩa luôn, xuất khẩu lao động theo nghĩa đen luôn. Nhà này không có trụ nào phòng thủ à, trụ này không tới nữa hả? Cái voi nó chuẩn bị xuất hiện rồi, hy vọng là nó không đáp cái nhà này. Mấy khối băng làm lâu vậy? Khả năng là cái gì? Không. Này mình nâng hết luôn rồi. Mia chết vì già, tội nghiệp không? Ủa, không ai làm việc bên này hả? Bớt một công nhân xây dựng lại. À, Mia mới chết nên bây giờ chỗ này là không ai làm luôn, đúng nhỏ. Ủa cái thành đâu rồi đây mình đang. Hai chủ bắn thì nó chết chắc thì xong luôn. Ngon. Rồi ngừng đi. Đó uy tín giáo dục đồ lên vù vù luôn. Sản xuất 4 gác. Gác là cái nhà nào ta, nhà này. Bốn gác thì nhanh. Tới đây là mình hết tháng rồi. Lúc trước mình chơi demo là chơi được đến đây. Còn bây giờ thì cái bản này tôi chơi đã bán đầy đủ rồi. Ừ. Thôi bến cầu cho con đứa làm được rồi. Cho tụi nó không đi xây dựng ta. Lọ hoa hả? Lọ hoa nó nằm đâu vậy? Bên trang trí không? Rồi đây nè. Hai lọ luôn.
20 đá, ưu tiên xây cái nổ hoa này đi. Thời gian hoàn thành là 2 tháng. 50 điểm uy tín tạm thời sẽ được trao trong 16 tháng. Uy tín mình 1.300 rồi, chắc là lên được cấp làng hay là cấp gì rồi đó. Sắp hết năm này. Nhà kho này cũng chưa xong nữa hả ta? Nhựa. Nhựa thì nhiều mà, gỗ cũng nhiều nữa. Mỗi lần nó đem được bao nhiêu đá vậy? Nào, nó đang đi nè. Mỗi lần nó đem được khoảng 3-4 đá à. Rồi đủ đá nè, có ai lại xây chưa? Con này phải không? Ủa con này con nít hả? Hãy xây đi chứ. Thợ đâu hết rồi. Rồi mình thanh tẩy cái do vàng nhà được không? Mười sáu hai bảy nhiều lắm, này cũng méo cần đó. Thư viện này cũng phải cần nữa nè, có thư viện á tụi nó sẽ lên cái chỉ số là giáo dục, lên được cái chỉ số giáo dục á là cái này nè, đây nè, cái giáo dục này lên á thì nó sẽ làm việc thì ngon hơn rất nhiều, nó lên tăng được cái năng suất luôn, hạnh phúc cũng gì đó. Nói chung là lên được hai cái điểm đó thì nó làm việc sẽ chăm chỉ hơn. Bây giờ mình còn cái nhà nào mình chưa xây thì tranh thủ xây luôn đi. Tháp tin tức. Ủa cái tháp này đâu có cần điện đâu phải không? Tháp tin tức này đâu có cần điện đâu. Đền thờ, xây dựng một cái đền thờ. Cách sức năm gác. Đền thờ thì hồi nãy là tôi định xây dựng nó đâu á. Không phải cái này. Đây 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 đây. Ở đây thì lại không có điện đâu. Vàng cái này hết giá trị rồi, ưu tiên xây dựng cái đền thờ lên nha. Với mà cái này nữa, bây giờ thiếu một con làm trong này, mình sẽ bớt một đứa đi. Cá thì tạm đủ thôi chứ không có nhiều, băng thì băng băng dư này nè. Khoa học cũng hơi dư luôn rồi, bớt lại đứa đi. Trường học là nó đang học nè. Không không, cho nó nghỉ bấn đứa để nó đi làm việc khác. Gác cũng hơi nhiều rồi. Đây nó âm đá qua phải không? Không không, con này mới âm đá nè. Mình còn dư khoảng 2 căn nhà nên bây giờ có người mới đến á thì vẫn còn đủ nhà nha, cũng chưa vội cho lắm.
Cái này là cái khu ăn chơi của tụi nó. Rồi, bắt đầu xây cái này đi bay. Để con này nhỏ xíu nè. Con này chắc thể thay xây đó. Vô đây. Đó. Cái này còn tám nhựa một kim loại nữa. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Bây giờ đang thiếu người. À không, vẫn còn hai con mà. Cái trụ này đây sai lầm quá. Cá và sản xuất cá. Cái này nó chỉ cần mình xây thôi, không cần có điện luôn. Nhà trẻ bây giờ phải xây, nó chuẩn bị đẻ nữa rồi. Đây, mình đã xong được cái năm đầu tiên. Vương triều chim cánh cụt của chúng ta. Giai điệu đơn giản hả? Động lực cực độ hả? Nó 6.000 uy tín lận, khiếp quá. Mình mới chỉ mới hạng 27 thôi. Vẫn là cấp làng. Mục tiêu năm sau là phải đạt được 1.007 điểm. Phải 1.500 điểm thì mới lên được thành phố. Mình trời ơi, thiếu có 18 điểm à. Thiệt luôn. Hạnh phúc mình hơi kém một chút, tiền mình cũng hơi thọt, nhưng mà bù lại hai chỉ số này tăng rất là cao. Trời ơi, vẫn chưa đến lượt cái mà kia nữa, thiếu đúng mấy điểm trời. Cái này nữa là nãy là đủ luôn nè. Bây giờ có hai con nhàn rỗi thì đi lấy mà nó bến câu đi, câu thêm cá. Băng này cũng chưa cần. Vậy là phải chờ nguyên một năm nữa hết ta. Chứ không lên được làng là. Trời ơi, thiếu chút xíu điểm nữa. Giải thoát ngọt ngào, hòa bình thực sự. Rồi nãy quên xây cái nhà này. Bây giờ uy tín còn có 1.047 à. Trời, nó chết vì bệnh tật. Một đống thuốc gì mà nó chết vì bệnh thì biết làm sao vậy? Có ai muốn đâu. Cái này xây không kịp hả ta? Bốn đứa thợ xây mà xây không kịp nữa hả? Nó sắp công rồi, nó sắp công rồi.
Bên này nó vẫn đang xây dựng, cũng chưa có nhiều, tạm ổn thôi. Vô đây, tụi mày vô đây. Thương này nó vẫn đang sản xuất. Không kịp rồi, sản xuất không kịp bắn rồi. Rồi, nhẹ nhàng luôn. Ủa còn nữa hả? Con này thì mình cái trụ này thì lo được rồi. Uy tín còn có 1.300 kỳ giấy. Nó chết vì bệnh tật thì mình phải làm cái gì đó? À, uy tín này chỉ là tạm thời thôi. Tức là sau thời gian đó là nó hết là mình bị trừ đi á. Vậy là sao lên được uy tín rồi? À, mình chuẩn bị mất một lọt luôn á. Kiểu này là không lên kịp rồi. Sao tụi này nó nhỏ xíu vậy đó? Nè, cái uy tín của tụi nó là chỉ có mỗi cái giáo dục có 2-3. Hình như cái chỉ số hạnh phúc này á, nó cũng ảnh hưởng đến vô ba cái công trình đó, công trình làm việc nè. Tôi xây vô thì đâu có thấy nó lên đâu. Nó chỉ mang lại hạnh phúc cho những cái ngôi nhà xung quanh thôi. Mình không có nhiệm vụ rồi đúng á. Đây 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 đây, trung tâm họp nhóm thì nãy mình đã xây ở đây rồi. Gian thương, mày bơi vô đây gian thương. Bị cái gì mà nó tụt một khúc nữa nè. Trời ơi, cái này mình đi xin của nhà thôn nhà vua. Ủa không có thuốc hả? Vậy là sau này mình phải xây cái nhà thuốc kiêng nữa mới được.
Có giờ đặt gì nữa? Chết đây, cá voi. Ủa mấy cái này mình có thể mở được không ta? Trời, chưa lên được cái mà thành phố nữa. 1.400 rồi. Này xây không biết kịp không? Tụi mà cá voi nó sắp tới rồi. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng có người mới luôn. Bốn tám bảy nè. Tí nữa mình mất đến 80 lần. Ủa cái tháp tin tức nãy giờ mình chưa xây đó hả ta? Tháp tin tức xây rồi mà. À nó chưa có xây, trời ơi. Được 30 thằng dân xin kính cục rồi nữa. Ủa sao nó nghĩ bắt cá vậy này? Con cá mà nãy giờ nó không lên được một cá nữa là sao? Trời ơi, nãy giờ nó mới đi làm được cái rồi. Không ổn rồi, tôi xây kiểu này là sai quá rồi. Bây giờ dân của mình nó đi xa quá, nó không có làm việc. Máy thu gom rác biển, xây lại thôi.
40 cá hả? Bốn chục cá thì phải xây thêm một cái bến cá nữa. 40 cá phải xây thêm một cái bến cá nữa. Bây giờ tụi này nó đi qua đi lại xa quá rồi. Thành ra nó làm việc chút xíu là nó chạy về, làm việc chút xíu là nó chạy về rồi. Không hiệu quả. Xây cái khu dân cư bên đây ban đầu không hiệu quả. Biết gì xây một cái khu dân cư ở đây. Mấy công trình mà công nghiệp của mình cũng đâu có nhiều đâu. Xây kiểu này sai lầm quá. Bây giờ nó đi qua đi lại cái hết ngày không làm việc gì luôn. Con rồi. Khó nghe, kèo này khó nghe. Cái máy này giờ biết tới dùng gì ở đây luôn. Xây xong thì nó làm gần xong luôn. Bắn nó. Để chọn cái màn sáo này sai lầm quá. Hay là chúng ta chơi lại từ đầu ta. Chơi lại thì cẩn thận chỉnh chu hơn chút. Ui trời chơi. Cái tên là map 6. Mình thử chơi cái map 1 này coi nó có dễ hơn hay không. Con này thấy gù chè bé nhẹ nhìn vậy. Đây con này đi cho nó giống cái một sách. Không có đổi màu được ta. Hôm nào thiết kế mấy cái lá cờ này công nhận nó xấu thiệt á. Chúng ta chơi lại từ đầu nha. Lần này thì chơi khôn khôn hơn tí, không có chơi ngu như nãy nữa. Đây là trời, chỗ này nó rất là rộng luôn nè, xây như thế này mới gọi là xây á. Đó, chỗ hồi nãy chơi cái map 6 nó quá khó đi. Tôi hơi bị ngu nên anh em thông cảm, bây giờ chúng ta làm lại từ đầu. Một cái nhà trẻ và bốn nhà nghỉ. Bây giờ khu dân cư là bằng chỗ này là cấp tỉnh mới được, cấp làng, cấp thành phố. Cái này cấp tỉnh luôn, còn cái này cấp nhà vua.
Vậy thì chúng ta chỉ có thể đi được qua cái ô nhỏ này tiếp theo thôi. Nên thành ra bây giờ á, tập trung cái khu dân cư ở đây luôn. Có gì sau này dân mình nó đi nó làm việc hai bên như thế này, nó rất là gọn. Có cách nào xóa cái đường này không ta? Tôi lỡ xây lộn rồi. Đấy. Chết rồi, làm sao xóa cái đường này bây giờ? Rồi bỏ con đường là chữ V, chữ V. Bây giờ cho bốn con thợ xây vô làm. Xây dựng một bến cầu và tua bin gió, sau đó sản xuất hai cái nhuyễn thể. Mình xây khích khích nữa. Bến cầu nào? Bến cầu đây. Rồi, tạm thời như thế này là ổn. Tụi này nó sống được bao nhiêu tuổi thì nó hiểu ta. Phòng thủ. Hồi nãy anh em có để ý cái con nó đi hướng nào không? Nhưng mà trước mắt thì cứ xây gần gần vô cái đã. Cái kho thực phẩm của mình là đây 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 đây. Ủa sao mà không đứa nào đi làm việc ở trên ta?
Xong cái nhà trẻ nè, năm đứa có nhà ở rồi đó. Ba nhà nghỉ, giờ bốn nhiễm thể, ok. Ba nhà nghỉ. Không, đủ đủ nhà rồi. Cứ xây bình thường thôi. Đây 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 đây. Khủng nạn ở đây. Đi hướng bắc đúng không? Vậy là xây một cái trụ ở trên nữa. Ủa? À đây. Mày dám phá nhà anh mày. Nó trộm như đúng rồi luôn kìa. Không 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 ổn, không ổn. Hồi nãy là cái này đầu tiên phải không ta? Cái khu công nghiệp này mình sẽ xây dài xuống dưới này luôn. Cái này quan trọng nè anh em ơi. Đây nè, mình sẽ tìm những con chim cánh cụt có trình độ học vấn thấp á, sau đó gửi chúng đi đến trung tâm chuyển đổi. Nãy giờ mình không để ý cái đó. Máy làm khối tiết rồi, ok. Máy làm khối tiết mình xây cho ta. F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ủa? Đây, 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 đây.
Làm cái này nốt luôn để ơi. Cố gắng lên mà điểm uy tín mình lên ngàn rưỡi sớm sớm á, không có như nãy nữa. Hai cái nhà này khoan hết xây, chưa cần vội. Tháp hương băng thì khỏi đây. Thảo dược cũng cần điện luôn, nó lại cũng cần nước luôn. Dốc người mới tiên cái này ta. Chuẩn bị có một đàn hải cẩu rồi kìa. Nhưng mà hai trụ thì chắc phòng thủ được rồi đó. Vẫn chưa biết là hai ô này nên xây cái gì vào đây, nên cứ để tạm như thế đã. Còn là chơi uy tín chuẩn chỉ nha. Hai cái quán ăn luôn.
để cho mấy thằng nó đi qua đi lại á, nó còn có cái này. Bến cá thì chưa cần, đu quay đi. Nó sản xuất mới có 4 thương bằng à, để nó sản xuất thương đó. 9. Này đủ rồi, tạm ngừng. Thằng này chưa nào. Rồi, thằng này thì tầm nhiêu đây được rồi. Vô đây, một đứa. Ưu tiên xây dựng cái trường học cho tụi nó. Bữa sau tháo mộc. Trời, nãy giờ quên làm cái này thiệt á, trôi ra cả tháng trời nữa rồi. Nãy giờ mắc mấy cái lỗi cơ bản rồi hoài luôn. Cái này mới 16 à, cái này 25 chắc ổn thôi đó. Ê rồi 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 rồi. Bắn sạch không còn một con nào luôn nha, không có để đứa nào về hết. Chỗ này làm nhiều tên băng tí, tí có gì mà mấy con kia nó vô á thì mình còn bắn được. Ủa, cái trường học của mình đâu ta? À đây đây, mình có 3 đứa nhỏ nên một cái trường là đủ. Cái trường này được nhiêu đứa ta? Đền thờ mà cũng cần có điện nữa.
Du quay hả? Du quay nó là ở đâu ta? Đây là đâu? Khối băng của mình nó bắt đầu hao hụt dần rồi đó, nên phải đẩy nhanh cái tiến độ lên mới được. Đây nào, cần cái 50 điểm vô cái này. Chuẩn bị đón thêm người mới thì nhà cửa mình có đủ rồi. Có khi là thiếu nhà trẻ. Bắn nó này thì trộm cắp với anh mày hả? À, tí nữa có con cá voi thì nó chỉ tấn công một trong bốn cái trụ này thôi. Nhà này chưa cần, mình mới có 5 đứa trẻ à. Mấy cái khối băng này sao nó làm chậm như vậy ta? Nè. Nhuyễn thể à, vẫn còn làm nhuyễn thể, mình chưa có nâng cá. Sinh thì 5 đứa là đủ rồi, thêm một đứa nữa 6 đứa thì mình cần lên chuẩn bị có một nhóm hải cẩu hả? Cái này không cần điện, không cần điện thì đặt đây luôn.
Rồi, tụi mày vô đây, tụi mày vô đây. Anh mày bắn hết. Không sót một con luôn. Đổ phá sân băng. Sân băng đây. Mình vẫn phải có điện. Hai cổng nữa hả ta? Quá sạch sẽ. Ba chục điểm rồi. Để nó làm tí mua tên nó đi. Ăn của mình thì vẫn còn ổn. Trong cái này con nào. Bốn khối rồi. Nhà này 41 đủ rồi. Đâu đánh nhà nào đâu. Mình chỉ có cái nhà này thôi chứ. Hai chủ thì giữ sức bắn thôi. Máy thu gom rác biển. Bảy đứa là thiếu một cái trường học rồi đó nghe. Đây 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 đây. Trường học này chỉ có chứa được 6 đứa thôi.
Bây giờ lên 7 đứa phải thêm một cái này nữa. Hai gác nữa, hai gác nữa. Này mới có 10 thôi. Phải làm mấy cái nhiệm vụ liên tục á mới làm kịp. Bà nó chứ, nó chết vì già. Rồi, 24 cái được rồi. Vô thư viện đứa nó đi. Nhà cửa thì chưa có xây gì nhiều thêm, nên cứ thong thả thoải mái. Nằm gác là xong. Nằm gác thì nó cứ làm. Gia tăng dân số liền mới được. Mình chuẩn bị có thêm người. Ok. Vậy mà không có điện hết ta. Tí nữa sợ cá mập nó cắn cái nhà dưới này nè. Cá mập thì còn lâu lắm, thôi cứ thông thả đi. Trời, cái trường này xây lâu như vậy, làm hai đứa nhỏ không được đi học luôn. Nè, giờ mới được đi học nè. Năm gác sắp đủ rồi, đã đủ 1.500 rồi đó. 4 câu cá nữa. Cho nó ăn cá để lên thêm cái chỉ số hạnh phúc này. Giáo dục mình khá cao đó. Hạnh phúc của mình thì chưa có gì nhiều. Sẽ có con một chơi vậy đó. Nè. Ba bốn năm đi chứ. Bỏ một cái anh đọc sách đi, cho anh chuyển qua làm mà này, làm công nhân xây dựng. Mình chuẩn bị có thêm người mới, chuẩn bị sẵn sàng ở giờ này. Hai cái nhà trường học nhỏ, hai cái nhà trẻ, đóng cái nhà lớn luôn. Sản xuất 4 cá hả?
2 cá, 3 cá, 4 cá. Mấy hình diễn thể này tí nữa cũng không cần luôn nè. Mình chỉ còn cái này nó thôi. Sắp có thêm dân mới rồi. Chưa cần. Mua luôn. Mua để đó đi. Có rất là nhiều cánh để kiếm tiền nha. Sáu chục điểm nữa mình học xong cái cá là coi như hoàn thành rồi đó, đủ 1.500 điểm rồi nè. 1.500 điểm này thì mình lên được cấp làng rồi. Ủa, lên được cấp mà thành phố rồi, không còn làng nữa. Bây giờ sao mà chỗ này vắng khách quá vậy ta? Nhanh lên, nhanh lên. Nhìn 6 rồi đó. Rồi, rồi, tạm ổn rồi đó. Tí nữa là một nhóm thay cẩu thì không đáng kể. Nhà này xây để làm mấy cái tên băng đã. 24 mũi, 23 mũi, 28 mũi. Bây giờ mình đâu có còn xây dựng gì nữa đâu ta. Xây thêm một cái trường học đó. Xây thêm một cái nhà trẻ nữa. Cho cái tầng lớp sau nó chuẩn bị lên rồi đó. Diệt được 85 con hải cẩu này, ngon. Mày mò vô đây. 1.600 điểm luôn nè, hơi vượt chỉ tiêu rồi đó, lên được 1.800 luôn thì tốt. Bùm 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 bùm.
Hợp làng, hợp làng. Chúng ta tổ chức hợp làng. Vậy là giải tán hả? Rồi, coi như là hoàn thiện hết rồi đó. Bây giờ đợi các bạn hải cẩu vô thì mem nó. Bạn hải cẩu vô là dứt điểm nó luôn á. Xong rồi mình sẽ báo cáo hàng năm lên được cái cấp làng. Trường học này còn trống, nhưng mà chuẩn bị sẵn sàng đi. Đó, một nhóm hải cẩu đang tiếp cận. Quá là nhẹ nhàng luôn. Mới hàm mấy mũi à? 30 mũi, nghỉ được rồi đó. Ba chục cá thì quá đơn giản rồi. Đó, lên được cấp thành phố rồi nè. 1.900 điểm hả? Huy hiệu sản xuất thì mình phải đạt 20% hạnh phúc và 2.250 điểm uy tín này. Tiền mình hơi thiếu, hạnh phúc thì như thế này mà chưa vừa rồi nó hết. Năm một đây. Cà phê gặp chiếu phim. Ok, cà phê với gặp chiếu phim. Nhà đá. Đây 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 đây, cà phê đây. Có cách nào để nhanh cái tiến độ nghiên cứu không ta? Thay nhựa mình sẽ ra được một gỗ hả?
tuổi còn cái gặp chiếu phim ở đâu. Trung tâm trò chơi nè. Cái chạm khoa học này biết nào mới đủ 30 cá vậy. Biệt thự rồi, biệt thự nhà trẻ nè. Chưa cần, mình đang thiếu người, mình đang rất là thiếu người luôn. Rồi không sót con nào luôn.
16 đứa nhỏ, nhưng mà sao hai cái trường này mới có 12 à? Bà nó cắn sập cái nhà này của mình là mình không có tuyển được người mới. Tay chi ổn. Tháng sau là nó tới rồi. Rồi nó tới rồi kìa. Rồi quốc. Hai hai ba ba 16. Sao học sinh nó không đi học ta? Mình có 17 đứa nhỏ nè, nhưng mà mới chỉ có hai cái nhà này hoạt động à, cái nhà này thì chưa. Mới 1 tuổi bắt nhỏ nhỏ đi học rồi. Hai cái này mới ra được một gỗ hả? Vì cái gỗ là tài nguyên hiếm nha. Nó phải tự đi lấy gỗ về nó cơ. Tại sao không có đứa nào làm việc ở đây chứ vậy? Đang nghỉ ngơi, đang ăn. Rồi xong mày đi đâu nữa đó ông nội? Rồi lại đi chơi, rồi giờ nó mới đi làm nè. Vãi thiệt. Cuộc sống sung sướng của loài chim cánh cụt, nó làm được tới 6 mà không biết nữa. Ghét với kim loại nó sẽ cho ra nhiều quá ha. Xây cái trường rồi lên.
cho nó tăng năng suất làm việc lên. Tí nữa mình học cái này, hoặc là cái này đi. Mình đâu có chủ động sản xuất được phải không? Con này sao nó làm việc chút xíu rồi đi chơi vậy ta? Tôi nghĩ ba trụ là vẫn phòng thủ đủ á. Với sao liên tục cộng 50 à, bèo quá à. Còn bên đây mình chưa biết làm cái gì nữa đâu. Nó chết xong rồi không có ai đi làm việc luôn. Nó chết già mình không bị trừ điểm. Đi học bay ơi, đi học 20 khối băng. Khối băng thì nhiều, nhựa hay ít? Nhựa nào hết thì mình sản xuất. Đá là sắp hết rồi nè. Đá này mình lấy từ đâu ra ta? Trung tâm thương mại. 16 gỗ. Má mới học cái này xong. Chết rồi, hết thức ăn rồi. Bến câu và bến cá hả? Ưu tiên vào bến cá ngon hơn chứ. Bây giờ thiếu dân quá, cứ ngồi như thế này không à. Lên được cái tòa thị chính là anh em thấy chưa? Rồi, giải tán, giải tán, giải tán. Ai về nhà nấy, bắt đầu làm việc. Giáo dục 50% này.
Năng suất lao động là 30, hạnh phúc hơi thấp một tí. Sao con này nó hạnh phúc nó lại thấp vậy ta? Ba con thợ xây mà nó làm việc chậm phết đó chứ. Ủa nó đi đâu vậy nào? Trời, về nhà ngủ. Có nào kinh thám vậy? Bây giờ nó thức dậy nó đi làm tiếp. Có 24 thuốc này nè. Nó làm trong này đã làm cái quái gì vậy ta? Cái này để làm gì vậy? Sắp hết tiền rồi nè. Tháng 7 thì mới được tí tiền. Sáu gác thì cũng nhanh lắm. Mình đang tập trung là lấy ba cái gác nè, để chuyển đổi ba cái gác thành gỗ. À, lên đây nó để đẩy cái trung học lên, chắc tới đại học nữa. Hơi vào nhẹ nhàng. Bữa sau giáo dục nó đi xuống. Sắp được trợ cấp tiền rồi, còn chín mấy đồng.
Mình xây không được ta. Có nhựa nè, có gỗ nè, có kim loại nè. Nhưng mà sao lại không xây được? Trời, có 100 vàng à, bèo vãi à. Chính phủ ơi là chính phủ. Trung tâm thám hiểm. Bà nữa chứ. Hết thuốc luôn hả? Sao thuốc gì hết nhanh dữ vậy ta? Rồi. Bắn nó hết thấm rồi. Rồi tông luôn rồi. Cái đầu đi lấy thuốc đâu ta, thế nào ừ.
Chết rồi, 13 đứa bệnh luôn rồi. Mưa à, sao bệnh dữ vậy? Tại sao? Trời ơi, 50 điểm. Thôi. Tạm thời mà ngừng đẻ đi. À, nó đéo xây được. Bến cá cộng 1 là 220 nữa nha. Lâu lắm. Uy tín là tục thôi kìa trời. Ý da. Chết gì chết dữ vậy. Để quản 18 thằng này mà chết hết là mình đi luôn á. Nãy giờ không để ý nó chứ nó bệnh nó chết nhiều quá. Nhưng mà sao lại bị bệnh? Rồi nó chết sạch thế giờ này. Rồi. Ủa, đâu phải con kia đâu. Năm thuốc về chữa người nó cũng không kịp á. Nhưng mà sao bệnh 20 đứa mà. Bệnh 21 đứa nó lại bệnh 20 đứa. Này thiếu mất mẹ ở nhà gì đây nữa nè, quên tiêu luôn. Rồi nó lặn luôn rồi. Rồi lại tới cái bầy đó nữa, áp lực quá. Rồi nó tấn công liên tục chứ ta. Dốc người mới vào cái bến câu. Thank you.
Chết hết rồi, còn mười mấy đứa à. Nhưng mà ba cái thuốc phải đi đâu giờ này? Thôi 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 thôi, nghỉ thôi nghỉ thôi, có khi mà bị dính cái lỗi bớt gì không? Nè, nó đang mang tám thảo mộc ở đây nào, tám thảo mộc nè, nhưng mà trên này nó vẫn hiện là không nha. Tại sao? Làm gì mà tự nhiên cái nó bệnh hàng loạt như thế này? Thôi, chắc hôm nay ngừng ở đây thôi. Bye bye anh em. Game này trông ổn áp hết. Có thời gian rồi sẽ chơi tiếp đó. Rồi bye anh em.